Thảo Vy xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin thế giới 24 giờ cập nhật ngày 28 tháng 12 năm 2023. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong bài phát biểu ngày 27 tháng 12, Tổng thống Zelensky cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng ở Ukraine đang phát triển và đạt được kết quả tốt. Đây là tiền đề để một ngày nào đó Ukraine có thể trở thành một trong những thành viên mạnh nhất của Liên minh quân sự NATO. Tôi biết ơn từng người đã giúp phát triển ngành công nghiệp của chúng ta. Tất cả những người đóng góp nỗ lực và ý tưởng của mình cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, ông nói. Và tôi tin tưởng rằng ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta với sự phát triển liên tục như vậy cuối cùng sẽ trở thành một trong 10 tổ hợp sản xuất quốc phòng mạnh mẽ và hiệu quả nhất trên thế giới. Đây là tiềm năng thực sự của Ukraine và đất nước chúng ta chắc chắn có thể trở thành một trong những nhà tài trợ an ninh toàn cầu và là một trong những thành viên mạnh nhất của NATO. Chúng ta đang nỗ lực vì điều này, nhà lãnh đạo Ukraine tin tưởng. Ông cho hay có khoảng 300.000 người đang làm việc trong ngành quốc phòng của Ukraine và đây là một trong những thành tựu lớn nhất của đất nước chúng ta trong vài năm qua. Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine không chỉ đang phục hồi mà còn đang trở nên hiệu quả ở mức cần thiết cho một cuộc chiến tranh hiện đại dựa trên công nghệ. Nhiều sáng kiến tư nhân đã được triển khai, 4 phần 5 công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta là doanh nghiệp tư nhân. Nhiều doanh nghiệp nhà nước mấy chục năm ngừng hoạt động này đã bắt đầu sản xuất, trong đó có các loại vũ khí mới, ông tiết lộ. Ông tuyên bố Ukraine đặt ra mục tiêu rõ ràng trong năm tới về việc sản xuất pháo binh, máy bay không người lái, hỏa tiễn và xe bọc thép. Ngoài ra, Ukraine còn có thỏa thuận với các đối tác, trong đó có Mỹ, về việc hợp tác sản xuất vũ khí, thành lập các cơ sở sản xuất mới được bản địa hóa ở Ukraine và mở rộng cơ sở sửa chữa tổng thống zelensky nhấn mạnh rằng tất cả những điều này sẽ tăng thêm sức mạnh kinh tế và quốc phòng của ukraine vì gdp sẽ tăng trưởng và người dân sẽ có được việc làm tốt ông zelensky cho biết nhiệm vụ của ukraine càng rõ ràng càng tốt chúng ta phải làm cho đất nước mình trở nên mạnh mẽ và hiệu quả đến mức nga cảm thấy rằng mọi cuộc tấn công của moscow sẽ bị đáp trả nhiệm vụ này chỉ có thể được hoàn thành trên cơ sở ukraine sản xuất đủ vũ khí trong nước Ông Zelensky tiết lộ, chỉ riêng trong năm nay, Ukraine đã sản xuất được số lượng vũ khí và thiết bị nhiều gấp 3 lần so với năm ngoái và có sự gia tăng rất đáng kể trong sản xuất đạn, đặc biệt là pháo. Ông nói thêm rằng, Ukraine sản xuất đạn cho máy bay không người lái sản xuất trong nước và hỏa tiễn của riêng mình. Ukraine từ lâu đã không giấu mong muốn trở thành một thành viên của NATO. Họ thậm chí đưa cả mục tiêu gia nhập EU và NATO vào hiến pháp của nước này. Tuy nhiên, lãnh đạo NATO đến nay vẫn chỉ khẳng định sẽ kết nạp kỳ trong tương lai, ít nhất cho đến khi xung đột với Nga chấm dứt. Thưa quý vị, trong một bài đăng trên Telegram hôm 27 tháng 12, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Shisky, chỉ huy quân đội Ukraine dọc mặt trận phía đông, nói rằng Moscow đã mất hơn 3.000 quân ở khu vực này trong tuần qua. Ngoài việc Moscow mất hàng nghìn quân, ông Shinsky còn báo cáo rằng 361 đơn vị thiết bị của Nga, bao gồm 43 xe tăng và 83 xe bọc thép, đã bị phá hủy trong tuần qua. Trong điều kiện chiến sự đang diễn ra, ưu tiên của chúng tôi vẫn là bảo toàn tính mạng của binh lính, sử dụng hiệu quả các phương tiện gây sát thương bằng hỏa lực, trinh sát liên tục và ra quyết định nhanh chóng, tư lệnh lục quân Ukraine nhấn mạnh. Miền đông Ukraine đã chứng kiến một số trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng ông Shinsky lưu ý rằng tình hình hiện nay vẫn còn khó khăn. Bất chấp tổn thất, Nga vẫn tiếp tục nỗ lực tấn công ngay phía bắc Bakhmut, thành phố công nghiệp ở vùng Donetsk đã bị Moscow kiểm soát sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt vào mùa xuân. Ông Shinsky xác nhận Nga đã triển khai hơn 2.000 quân trong cuộc chiến giành Kubansk, thành phố ở vùng Kharkiv, nơi có trung tâm đường sắt quan trọng ở phía đông bắc Ukraine đối phương gần đây đã tăng cường đáng kể việc sử dụng xe bọc thép máy bay không người lái cảm tử và tiếp tục tiến hành bắn pháo dữ dội tư lệnh lục quân ukraine cho biết thêm sau nhiều tháng giao tranh nga vẫn không thiếu nguồn cung cấp máy bay không người lái tự sát cho các cuộc không kích các máy bay này có khả năng bay lượn chờ đợi trước khi phát hiện và tấn công mục tiêu không quân ukraine tuần trước cho biết nga đã trang bị đủ máy bay không người lái tự sát để tấn công ukraine gần như mỗi ngày các quan chức Kiev trước đó đã cảnh báo rằng Moscow đang tích trữ máy bay không người lái và hỏa tiễn vào mùa thu để khởi động một làn sóng tấn công mới vào mùa đông. Theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Enad, Moscow đã bắn khoảng 7.400 hỏa tiễn và 3.700 máy bay không người lái tự sát kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 1.600 hỏa tiễn và để lùi khoảng 2.900 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Ông Enat tuyên bố 10 đến 15 khu vực của Ukraine đang bắn hạ máy bay không người lái tự sát của Nga mỗi đêm. Các blogger quân sự của Nga cho hay, cả Nga và Ukraine đều đang gặp trở ngại với việc vận hành máy bay không người lái trong điều kiện thời tiết hiện nay. Theo các nhà phân tích, hoạt động tác chiến của Ukraine có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá lạnh khi nhiệt độ ban ngày xuống tới âm 5 độ C, thậm chí giảm sâu hơn nữa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường năng lực quân sự của Ukraine trước thềm mùa đông. Ông thừa nhận, quân đội Ukraine đang đối mặt với khó khăn trong hoạt động phòng thủ ở một phần mặt trận miền đông khi mùa đông sắp đến. Khó khăn về thời tiết, khó khăn phòng thủ ở Liman, Bakhmut, Donetsk và Ayivka, nhưng Ukraine tiếp tục hoạt động tấn công ở miền nam, ông Zelensky cho biết. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Thủ tướng Israel vì cuộc chiến Gaza, trong khi ông Netanyahu tuyên bố ông Erdogan không có tư cách rào giảng đạo đức. Phát biểu trong buổi lễ ở thủ đô Ankara ngày 27 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan so sánh cuộc chiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở giải Gaza với cuộc thảm sát người Do Thái trong Thế chiến 2 do trùng phát xít Adolf Hitler tiến hành. Theo ông, Thủ tướng Israel hiện nay còn có nhiều nguồn lực hơn so với Hitler. Tất cả nguồn hỗ trợ đều đến từ phương Tây và Mỹ. Và họ làm gì với tất cả những hỗ trợ này? Họ đã giết hơn 20.000 người Gaza, ông Erdogan nhấn mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần chỉ trích Israel về chiến dịch tấn công giải Gaza và cho rằng giới lãnh đạo Israel phải bị xét xử tại tòa án quốc tế. Ông Erdogan gọi Israel là nhà nước khủng bố, Thủ tướng Netanyahu là đô tể Gaza và mô tả Hamas là nhóm giải phóng. Thủ tướng Israel sau đó ra tuyên bố chỉ trích những phát biểu của ông Erdogan. Erdogan, người đang phạm tội diệt chủng chống lại người Kurd và giữ kỷ lục thế giới về bỏ tu các nhà báo bất đồng chính kiến, không thể rao giảng đạo đức cho chúng tôi, ông Netanyahu cho hay. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Erdogan ca ngợi và tiếp đón các lãnh đạo Hamas, cho rằng hoạt động quân sự của Israel ở Gaza là nhằm đối phó với những tội ác chống lại loài người. Bất chấp những chỉ trích đối với Israel, Ankara vẫn duy trì quan hệ thương mại với Tel Aviv, gây ra phản ứng dữ dội từ các đảng đối lập và Iran. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thương mại với Israel đã giảm mạnh từ ngày 7 tháng 10. Thưa quý vị, các đô thị và khu dân cư miền Bắc Israel bị tập kích bằng hàng chục quả rocket phóng từ Liban, khiến nhiều công trình bị hư hại. Cờ báo động ngày 27 tháng 12 liên tục vang lên ở miền Bắc Israel khi rocket phóng từ Liban nhằm vào một số thị trấn ở đây, trong đó có thị trấn ven biển Rosh Hanikra và thành phố Kiryat Mona. Trong đợt tập kích đầu tiên, thị trấn Rosh Hanikra đã hứng ít nhất 18 quả rocket, Tổ hợp phòng không vòng sát Iron Dome của Iran đánh chặn ít nhất 6 rocket, một số quả đạn khác rơi xuống khu vực trống trải. Nhóm Hezbollah tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân Iran trong khu vực. Vài giờ sau, loạt rocket thứ hai lao đến thành phố Kiryat Smona. Các quan chức Iran cho biết 6 quả đạn rơi vào nội đô gây hư hại cho một số tòa nhà dân cư và hạ tầng. 4 rocket khác rơi xuống khu vực trống trải trong thành phố. Tổ hợp vòng sắt bắn hạ 3 quả đạn, Giới chức Iran cho biết, ít nhất 16 quả rocket đã bay về phía Riyadh, Mona, trong khi Hezbollah tuyên bố phóng 30 quả đạn. Ngoài các vụ tập kích rocket nói trên, Hezbollah còn dùng 3 máy bay không người lái tấn công một số vị trí của lực lượng phòng vệ Israel ở khu vực tranh chấp trên cao nguyên Golan. Hezbollah tuyên bố thực hiện các vụ tập kích này nhằm đáp trả tội ác lặp đi lặp lại của đối phương. Một quan chức an ninh Israel cho biết, nhóm Hezbollah ngày 27 tháng 12 phóng lượng hỏa tiễn và UAV nhiều hơn bất cứ đợt tập kích nào kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hồi đầu tháng 10. Đợt tập kích diễn ra một ngày sau khi Israel không kích thành phố Bin Chabel ở miền Nam Liban làm ba người thiệt mạng, trong đó có một thành viên Hezbollah cùng vợ và anh trai của người này. Khi được hỏi về vụ không kích, IDF cho biết tiêm kích của họ tấn công một vị trí quân sự của Hezbollah trong đêm, song không nêu chi tiết địa điểm hoặc thương vong liên quan. Trung tướng Herzi Halavi, tham mưu trưởng IDF, ngày 27 tháng 12 tuyên bố, quân đội Israel đang trong tình trạng sẵn sàng rất cao khi các đợt tập kích của Hezbollah gia tăng. Chiến dịch ở đây tới nay được triển khai một cách rất chính xác, tỉ mỉ và sẽ tiếp tục như vậy, tướng Halavi nói. Chúng tôi đã duyệt nhiều kế hoạch cho tương lai và cần sẵn sàng cho một cuộc tấn công nếu cần thiết. Các cuộc giao tranh với Hezbollah tại biên giới phía bắc Israel đã khiến 9 binh sĩ và 4 thường dân nước này thiệt mạng. 126 thành viên Hezbollah, 16 tay súng thuộc dân quân gốc Palestine, một binh sĩ và ít nhất 19 thường dân Lebanon cũng thiệt mạng do đòn tập kích của Israel hơn 1.000 quân nhân, cảnh sát và nhân viên dịch vụ khẩn cấp Hàn Quốc diễn tập phòng thủ mô phỏng tình huống bị Triều Tiên tấn công bất ngờ. Cuộc diễn tập do chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc tổ chức ngày 27 tháng 12 nhằm chuẩn bị đối phó hành động khiêu khích từ Triều Tiên và các tình huống bất ngờ khác. Cuộc diễn tập mô phỏng tình huống cơ sở cấp nước lớn, mạng điện thoại, hệ thống cáp ngầm bị tấn công. Bài học lớn cho chúng ta là hệ thống phòng thủ đẳng cấp thế giới của Israel đã bất lực trước cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, lực lượng chỉ được trang bị rocket và vũ khí đơn giản. Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, người giám sát cuộc diễn tập cho hay. Theo ông Oh, cuộc đột kích xuyên biên giới của Hamas vào lãnh thổ miền nam Israel ngày 7 tháng 10 cho thấy năng lực quân sự vượt trội không có nhiều ý nghĩa nếu đối phương tiến hành thành công một cuộc tấn công bất ngờ. Ông nhấn mạnh, Seoul chỉ cách biên giới với Triều Tiên chưa đầy 50 km, khiến thành phố này đặc biệt dễ bị tấn công bất cứ lúc nào. An ninh là ưu tiên số một trong phúc lợi công cộng, ông nói. Giới chức Seoul cho biết cuộc diễn tập nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng ứng phó với các tình huống khủng hoảng an ninh như máy bay không người lái xâm nhập trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn ngày càng gia tăng từ Triều Tiên, đồng thời khắc phục những thiếu sót. Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, vì chính quyền địa phương như Seoul tự tổ chức diễn tập phòng thủ như vậy là điều bất thường. Seoul, trung tâm hành chính, kinh doanh và tài chính của Hàn Quốc, là nơi sinh sống của 9,4 triệu người bên cạnh 1,4 triệu người tới làm việc và học tập ở đây mỗi ngày. Thị trưởng Ô, người có quan điểm cứng rắn với Triều Tiên, cho rằng sở hữu vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để Hàn Quốc đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã loại trừ khả năng này Thay vào đó, ưu tiên củng cố liên minh quân sự với Mỹ và khôi phục mối quan hệ an ninh với Nhật Bản. Cuộc diễn tập ở Seoul diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa và phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên. Hoạt động cũng diễn ra cùng ngày, Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt mới với 8 người Triều Tiên bị cáo buộc liên quan chương trình hạt nhân và hỏa tiễn. Báo The New York Times đã kiện công ty OpenAI và tập đoàn Microsoft với các cáo buộc mô hình trí tuệ nhân tạo AI của họ như ChatGPT đã sử dụng hàng triệu bài viết của báo mà không xin phép. Báo The New York Times đã kiện OpenAI và Microsoft lên tòa án tại bang New York với cáo buộc vi phạm bản quyền. Theo trang The Verge ngày 27 tháng 12, trong đơn kiện Tờ báo Mỹ cáo buộc hai công ty công nghệ đã sao chép và sử dụng hàng triệu bài viết của báo mà không xin phép để đào tạo cho các mô hình AI như ChatGPT của OpenAI và Copilot của Microsoft và giờ sử dụng nội dung đó để cạnh tranh trực tiếp với báo. The New York Times cáo buộc các mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI và Microsoft có thể tạo ra nội dung trích dẫn nguyên văn nội dung của tờ báo, tóm tắt cô động và bắt chước văn phòng. Điều này gây tổn hại mối quan hệ của báo với độc giả và lấy doanh thu đăng ký đọc báo, doanh thu quảng cáo. The New York Times cũng cho rằng những mô hình AI này đe dọa báo chí chất lượng cao khi gây tổn hại năng lực của các tòa soạn trong việc bảo vệ và kiếm tiền từ nội dung. Thông qua Bing Chat của Microsoft gần đây được đổi tên thành Copilot và ChatGPT của OpenAI các bị đơn tìm cách tận dụng khoản đầu tư khổng lồ của chúng tôi vào hoạt động báo chí của mình bằng cách sử dụng nó để xây dựng các sản phẩm thay thế mà không xin phép hoặc thanh toán đơn kiện nêu. The New York Times cho biết đã tìm cách đàm phán với hai công ty trên trong nhiều tháng để nhận được phần công bằng từ việc sử dụng nội dung của báo nhưng không đạt giải pháp. The New York Times đề nghị hai công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim qua hành vi sao chép nội dung. Tờ báo cũng đề nghị tòa án ngăn hai công ty sử dụng nội dung của báo để đào tạo các mô hình AI, loại bỏ những nội dung đã được lấy trước đó khỏi bộ nhớ. OpenAI và Microsoft chưa lập tức bình luận về đơn kiện của The New York Times. Máy bay Việt Nam nứt kính, hạ cánh an toàn ở Nhật Thưa quý vị, chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines chở 94 người bị nứt kính buồn lái nhưng hạ cánh an toàn tại sân bay Narita phía đông Tokyo. Chiếc máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Narita bị nứt kính bên trái buồng lái vào khoảng 12 giờ 30 giờ địa phương ngày 26 tháng 12 khi đang bay ở độ cao 12.300m. Cách đảo Tokuno thuộc tỉnh Kagoshima khoảng 50 km về phía đông, tờ Mainichi của Nhật Bản hôm nay đưa tin. Văn phòng sân bay Narita cho biết phi cơ tiếp tục chuyến bay và hạ cánh trên đường băng A của sân bay lúc 13 giờ 31 phút. 94 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay không bị thương. Sau khi máy bay hạ cánh, giới chức Nhật Bản đã đóng cửa đường băng A trong 3 phút để kiểm tra an toàn và không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, chuyến bay cứu hồi từ Narita về thành phố Hồ Chí Minh đã bị hủy. Theo đại diện của Vietnam Airlines, máy bay Boeing đã tạm dừng hoạt động để kiểm tra kỹ thuật bảo dưỡng và bay rỗng về Việt Nam vào ngày 27 tháng 12. Toàn bộ hành khách dự kiến đi trên chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 12 đã được hãng bố trí sang các chuyến bay khác về Việt Nam trong cùng ngày. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và các bạn, những ngày cuối năm thật mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.